Rồi, em xin chào cả nhà. Hôm nay kết phiên ngày 19 tháng 7 năm 2023 thì em cũng làm một cái video để nhận định tổng quan về thị trường. Nhưng mà trước tiên thì anh chị em mình sẽ đi tổng quan về thị trường một chút. Đầu tiên thì VN Index ngày hôm nay giảm 1,11 điểm. Số mã đỏ là 276, số mã xanh là 185 mã, số mã tím là 13 mã. Và hôm nay là cũng đã có 1 đến 2 mã sàn đấy mọi người nhé. Trong ngày hôm nay thì điểm số thì tuy rằng có giảm ít nhưng các cổ phiếu thì bắt đầu chỉnh 2 đến 3% nhiều rồi mọi người nhé. Đầu tiên là đi cái nhóm ngành dầu khí thì mọi người có thể thấy cổ phiếu PVT là cái cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trong cái nhóm ngành vận tải dầu khí. Tuy nhiên hôm nay nó đã có một phiên tăng điểm vượt đỉnh nhưng bị bán ngược vào cuối phiên đấy mọi người nhé. Đấy, chỉ có mấy cổ phiếu nhỏ đóng trần thôi. Cây Banh Thanh 3 này là một cây 3, gọi là 3 up third nha mọi người nhá. Up third là một thanh 3 giá đóng cửa trong phiên rất giá mở cửa trong phiên rất là cao, hở gáp nhưng cuối phiên thì bị bán ngược trở lại gần về giá tham chiếu nha mọi người nhá. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có những cái cổ phiếu nhỏ của cái ngành vận tải dầu khí này nó vẫn đóng trần được. Bởi vì cái thông tin tốt từ cái kết quả kinh doanh của cổ phiếu PVP và cổ phiếu VTO nhé mọi người nhé. PVP thì ngày hôm nay đã có kết quả kinh doanh của nó với cái doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng gấp 3 lần so với quý 2 năm ngoái nhé mọi người nhé. Rồi sau đó đến cái nhóm ngành bất động sản thì bất động sản hôm nay cũng bắt đầu có cái sự điều chỉnh rồi. Đây, những cái cổ phiếu bất động sản điều chỉnh tí nữa em sẽ đi lướt trên biểu đồ cho mọi người xem. Hôm nay thì bất động sản khu công nghiệp là cái nhóm nổ lên, trong đó có cổ phiếu SZC là hôm nay nó tăng trần. Tuy nhiên những cái cổ phiếu cùng ngành của nó thì ngày hôm nay thì lại bị bán ngược về cuối phiên đấy mọi người nhá. Chứng tỏ là cái phiên bùng nổ ngày hôm nay vẫn là một phiên bùng nổ giả tạo và rất dễ có thể là một cú boom chap. Tuy nhiên những cái cổ leader đóng trần như SZC này thì khả năng nó sẽ là cái cổ phiếu dẫn sóng cho cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp trong cái nhịp sóng tới nha mọi người nhá. Rồi đến tiếp tục nhóm thép hôm nay cũng có sự điều chỉnh. Với Hòa Phát và Hoa Sen thì xanh giữ được sắc xanh nhẹ. Còn lại những cái cổ phiếu tăng nhiều như Nam Kim, SMC, Thép Tiến Lên và Pumina thì hôm nay điều chỉnh. Tiếp tục đến cái nhóm ngành banh thì hôm nay tuy rằng có một phiên test cung từ hôm trước nhưng Techcombank và ACB hôm nay cũng không thể nào mà tăng được qua tham chiếu bởi vì cái lực bán mạnh về cuối phiên. Tuy nhiên nhóm này thì vẫn có cổ phiếu Vietcombank, nó được kéo lên để giữ điểm số cho thị trường. HD Bank thì hôm nay là một ngày chia cổ tức. Nhóm chứng khoán thì bắt đầu cũng có những cái tín hiệu điều chỉnh. Khi VCI thì là cái cổ leader của ngành chứng khoán, nó vẫn giữ được sắc xanh. Còn lại các cổ khác thì tham chiếu và điều chỉnh nhẹ. Hôm nay không có nổi bật một cái dòng nào cả. Hôm nay dòng tiền bắt đầu là suy yếu rồi. Nhìn vào trên thị trường, độ rộng thị trường thì hôm nay chúng ta có thể thấy là cái lực bán là nhiều hơn lực mua. Ở cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì em thấy là có cổ phiếu NTC và cổ phiếu SZC là hai cổ phiếu có thể là sẽ là dẫn sóng ở trong cái chu kỳ tới khi mà ngày hôm nay nó có những cái quả tăng điểm rất là quyết liệt. Rồi bây giờ chúng ta đi ý chính trong cái video ngày hôm nay. Thì nội dung chính trong cái video ngày 19 tháng 7 năm 2023 ngày hôm nay thì em muốn nói với mọi người rằng VN Index thứ nhất là sẽ tiếp tục cân bằng phía bên trên và cổ phiếu nổ lên thì dễ bị bán ngược cho mọi người nhé. Cân bằng phía trên là gì? Cân bằng phía trên thì em sẽ vẽ ra đây cho mọi người xem luôn. Là VN Index khi mà nó cân bằng phía trên thì cái nhịp điều chỉnh nó đang rất gần rồi. Có thể nó sẽ có một nhịp điều chỉnh giả tạo trước sau đó nó mới điều chỉnh thật nhé mọi người nhé. Đây này, VN Index cân bằng phía bên trên là bắt đầu chúng ta bật qua cái thanh giá đấy, nó đã có 3 cái phiên đóng cửa sàn sàn nhau này với cái khối lượng lớn ở bên trên này mọi người này. Phiên hôm nay là phiên phân phối thứ hai rồi nhá mọi người nhá. Phiên hôm nay là phiên phân phối thứ hai. Hôm nay là đã bắt đầu xuất hiện phiên phân phối thứ hai rồi. Thì đây, VN Index đi lên cân bằng phía trên thì em nghĩ sẽ có một cái quả điều chỉnh giả tạo, xong bắt đầu nó giật lên, xong bắt đầu nó mới rơi vào cái nhịp điều chỉnh thật.
cái nhịp giật lên này mình cũng chưa biết nó giật lên được tới đâu nha mọi người nha. Có thể nó chỉ giật lên đến ngang cái đỉnh này thôi là bắt đầu nó cắm xuống đây, nhưng mà nhiều khi nó cũng giật lên vượt đỉnh hẳn xong bắt đầu nó mới cắm xuống lại nha mọi người nhé. Đấy, cho nên là cái giai đoạn này là đoán thị trường trong ngắn hạn rất là khó. Tuy nhiên thì mình có quyền bảo vệ cái danh mục của mình bằng cách mình sẽ hạ tỷ trọng cổ phiếu dần xuống trong những cái phiên mà nó cân bằng phía trên này, và những cái nhịp rũ của cổ phiếu ấy thì mọi người hạn chế tham gia sớm nha mọi người nhá. Mọi người cần phải chờ khi mà một cái nhịp điều chỉnh của thị trường ấy, thông thường ấy nó phải điều chỉnh theo hai nhịp nha mọi người nhá. Nhịp thứ nhất là nhịp đi lên này, nhịp thứ hai là điều chỉnh xuống này, nhịp thứ ba là nhịp hồi phục này, và nhịp điều chỉnh nữa này, điều chỉnh cái lần thứ hai gọi là cái sóng C ấy, thì mọi người nhớ là có thể nó sẽ thủng đáy sóng trước, và cũng có thể nếu thị trường mạnh thì nó điều chỉnh chỉ ngang về đáy sóng trước thôi. Đấy. Hoặc nếu mạnh hơn nữa thì nó có thể nó sẽ hồi phục và nó đi ngang tiếp ở bên trên này rồi nó bật tăng nhé mọi người nhá. Đấy. Cho nên chúng ta cũng chưa biết là thị trường nó sẽ rơi vào cái tình trạng điều chỉnh theo cái dạng nào. Tuy nhiên những cái kịch bản lên là như vậy để chúng ta nắm được và chúng ta hạ dần cái tỷ trọng cổ phiếu trước mắt là để chúng ta không bị căng cái khối lượng cổ phiếu trong danh mục của mình, thì cái lúc chúng ta xử lý nó rất là dễ nhá mọi người nhá. Đấy, còn nếu mà chúng ta cứ tham đánh, chúng ta cứ tham mua bán, chúng ta cứ tham lướt sóng ở giai đoạn này, thực ra cái giai đoạn này cổ phiếu nó chỉ nổ lên 2-3% thôi, nó không đủ để cho mình có một cái điểm mua lướt sóng ngon lành nhá mọi người nhá. Đấy, cho nên là cái giai đoạn này là nếu mà lướt sóng ấy thì là rủi ro cũng là cao và lợi nhuận là thấp đấy mọi người ạ. Đấy, mọi người chú ý nhá. Cái việc đi lên cân bằng trên là cái nhịp điều chỉnh nó cũng đã gần ở đây rồi đấy mọi người ạ. Hôm nay thì thị trường có phiên phân phối thứ hai. Hôm nay bây giờ em mới để ý là khối lượng nó cũng lớn. Tuy nhiên vần vào những cái ngày đáo hạn phái sinh thì thông thường là những cái phiên phân phối nó không được tính, bởi vì là cái lượng mua bán của tổ chức nó nhiều, nó làm cái thị trường nó biến động không được theo cung cầu. Bởi vì là nó sẽ tổ chức thì nó mua bán chủ yếu là những cái cổ phiếu trong VN30 thôi, cho nên là nó không vận động theo cung cầu của toàn thị trường. Nên là ngày hôm nay có thể chúng ta sẽ được coi là một phiên phân phối. Tuy nhiên nếu mà thị trường sau đó nó kéo vượt qua cái ngày phân phối này á, thì chúng ta cũng có thể loại bỏ nó không phải là một phiên phân phối nha mọi người nhá. Hiện tại thị trường đã có hai phiên phân phối này, một này, đấy, hai này. Rồi bây giờ chúng ta đi đến ý thứ hai là cổ phiếu nổ lên là dễ bị bán đấy nhá mọi người. Hôm nay em cho mọi người xem cái nhóm bất động sản khu công nghiệp hôm nay nổ lên thì chỉ có mỗi cổ phiếu SJC là nó đóng trần được thôi. Đây này mọi người này, đó, SJC ngày hôm nay đóng trần được. Còn lại những cổ phiếu khác thì sao? Còn SJC nó đóng trần được nha mọi người nhá, thì chứng tỏ nhịp tới này nó sẽ là một con leader của dòng bất động sản khu công nghiệp đấy. Tuy nhiên này, LHG đóng cửa giữa thanh giá là chắc chắn là sẽ test lại này. SZL thì không nói này, NTC thì tạm được này, ITA thì không tăng nổi này, BKMX cũng vậy này, TIP tăng cũng bị bán ngược về cuối phiên nha mọi người nhá. Đấy, có thể là sẽ test lại nền giá. TID cũng tương tự này, KBC cũng tương tự luôn, VGC tương tự, IDC hôm nay trong phiên có lúc em xem là nó đã tăng đến 5% rồi, nhưng mà về sau cũng bị bán ngược xuống nha mọi người nhá. Với khối lượng lớn như kia là cái lượng cung ngày hôm nay ra rất là nhiều. Những cái người ta cố tình người ta bun lên này, ngày hôm nay là người ta đã có một chút người ta xả hàng đấy mọi người ạ. Bởi vì với cái cây vốn lớn này này mọi người, đấy, với cái cây vốn lớn này, tuy nhiên giá không tăng được bao nhiêu thì chứng tỏ là cái giai đoạn mà nó kéo cái vùng lên trên này này đã có một lượng cung bán ra rất là nhiều nha mọi người nhá. Đấy, mà khi cái lượng cung mà nó còn nhiều như vậy thì cổ phiếu chắc chắn là nó sẽ còn quay lại, nó test lại cái nền này nữa. Nó test đến khi nào mà nó cạn thì thôi bắt đầu nó mới lên tiếp nha mọi người nha. Đấy, cái nhóm bất động sản khu công nghiệp này là cũng là cái nhóm cái ý thứ năm mà em muốn nói với mọi người, thì em phân tích luôn bây giờ để cho mọi người thấy là cái những cái nhóm ngành mà nó nổ lên trong những cái đợt mà VN Index mà nó cân bằng trên này nó rất dễ bị bán ngược lại nha mọi người nha, là những cái cú bui chát đấy, bull chát đấy, những cái bẫy tăng giá để mọi người lao vào, mọi người mua FOMO trong phiên là mọi người sẽ dính ngay. Em đảm bảo luôn, trong cái những cái nhịp này mọi người mua 10 cổ phiếu thì đến 9 cổ phiếu T cộng 3 về mọi người sẽ bị cắt lỗ nhá. Tuy nhiên trong cái nhóm ngành này thì có những cái cổ phiếu rất là đẹp, như cổ phiếu SSC thì mình không nói rồi bởi vì nó đã vượt đỉnh. Nhưng mọi người nhìn cổ phiếu PHR này, đấy, nó biến động rất là đẹp và rất tuân theo cung cầu.
đi lên, tạo nền ở trong những cái nền giá của nó này. Đấy, khối lượng nó đang thấp dần xuống rồi này mọi người. Đấy, nổ lên này, break out nền giá này, nổ lên này, là bắt đầu lại tạo nền này. Cổ phiếu PHR này mọi người chú ý, có thể nó sẽ cũng là một con leader sau cổ phiếu SZC nha mọi người nha. Chú ý vào PHR và SZC. SZC nếu có một nhịp rũ test lại thì chúng ta có thể tham gia. Ngoài ra dòng bất động sản khu công nghiệp, còn cổ phiếu GVR này, cổ phiếu này là một cổ phiếu mạnh khi nó liên tục bám cái đường MA 10 ngày và liên tục vượt đỉnh nha mọi người nha. Tuy nhiên khối lượng nó đang phân kỳ với đường giá rồi, cho nên nếu mà nó xảy ra một nhịp điều chỉnh thì em cho rằng nó sẽ điều chỉnh dạng như này, 1, 2, 3, đó thì bắt đầu chúng ta sẽ tham gia ở cái vùng này. Khi mà nó tạo được hai đáy nha mọi người nhá, nó điều chỉnh nó tạo được hai đáy thì là chúng ta sẽ tham gia với cái cổ phiếu PHR này. Và khi nó break out qua cái chân line này, đấy, nó tạo cái mẫu hình tam giác đấy mọi người ạ, hai đáy V kép xong là break out qua là mình lao vào mình chơi thôi. Đấy nhá mọi người nhá. Bởi vì cổ phiếu PHR này, cái nền tảng dài này của nó này, nó tích lũy dài như này thì nó không thể nào nó tăng chỉ có một nhịp như này được. Đấy, nó chắc chắn sẽ xây một cái nền giá thứ hai nữa và còn một nhịp tăng nha mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái ý thứ hai là các cổ phiếu penny và midcap đã bắt đầu điều chỉnh rồi. Thì hôm nay mọi người nhìn luôn ở trên cái bảng điện ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là những cái nhóm ngành midcap và penny của chứng khoán hôm nay bắt đầu điều chỉnh. Đây đây mọi người nhìn đúng không? Đấy, penny midcap chứng khoán bắt đầu điều chỉnh rồi này. Chỉ có dòng blue, những mấy cái con ở trong blue là hôm nay là vẫn được giữ chỉ số một chút. Tuy nhiên chỉ có VCI thôi, chứ còn HCM với SSI hôm nay cũng bắt đầu điều chỉnh rồi. Nó nằm trong VN30 thì nó được ưu tiên gọi là giữ lại một chút để phục vụ cho đáo hạn phái sinh nha mọi người nha. Cho nên em nghĩ rằng cái nhịp điều chỉnh của thị trường sau phiên đáo hạn phái sinh là sẽ vào cái nhịp điều chỉnh chính của nó trong tuần sau nha mọi người nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Chứng khoán này, thép cũng bắt đầu điều chỉnh này. Nhưng mấy con blue vốn hóa lớn thì vẫn được giữ. Để sao? Để giữ cái điểm số cho thị trường nha mọi người nha. SZC thì cái bất động sản khu công nghiệp thì không nói rồi, vừa phân tích rồi nha mọi người nha. Đây này, nhóm bất động sản thì cũng bắt đầu điều chỉnh này với Nam Long này. Nhóm bất động sản là nhóm tiềm năng, có thể là một cái nhóm dòng dẫn cho nhịp tới nên em phân tích qua luôn cho mọi người thấy. Nhóm bất động sản này có vài cổ phiếu nó đang khá là mạnh nha mọi người nha. Thứ nhất, đấy chính là cổ phiếu HDC. Thì cái nhịp này như hôm trước em đã vẽ cho mọi người rồi, nó đang có một nhịp đánh rất là thốc lên. Nhịp này em nghĩ là nó sẽ có một nhịp điều chỉnh ngắn về cái vùng giá 33 hoặc 34 thì mọi người có thể canh tham gia nhá mọi người nhá. Khối lượng nó thấp xuống là mọi người tham gia được này. Đấy, nó đi lên nó gặp cái kháng cự này. Tuy nhiên cái nhịp chạy này nó rất là dứt khoát này. Với cây vôn lớn như này vào thì chắc chắn là nó không thể phân phối ngay được. Đội đánh này nó đã mua gom ở những cái vùng nền dưới này rồi thì em nghĩ chắc chắn là nó sẽ đánh cái nhịp thứ hai. Tuy nhiên chờ cái nhịp điều chỉnh của nó đã, sau đó đánh cái nhịp thứ hai. Nhịp thứ hai chắc chắn nó sẽ về đến vùng 44, bắt đầu nó mới có cái sự dao động lớn nha mọi người nhá. Rồi thứ hai là cổ phiếu Nam Long thì hôm nay đã bắt đầu có cái tín hiệu điều chỉnh nhưng mà vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên mọi người cứ kiên nhẫn chờ nó xem nó có pullback về đây không. Nếu nó pullback được về cái điểm hỗ trợ kháng cự thành hỗ trợ này thì mọi người cân nhắc tham gia khi mà kiệt vôn và tạo được cái form hai đáy. Đấy nha mọi người nha. Rồi thứ ba trong cái nhóm ngành này là có cổ phiếu HTN. Hôm nay bắt đầu test lại mọi người nè. Đấy, mọi người thấy không? Nên là cứ đua mà mua vào những cái phiên mà nó phá vỡ này, xong bắt đầu là nó quay lại nó test là dính lỗ ngay. Đấy, chờ nó test lại về lại cái điểm breakout của nó sẽ test lại. Khối lượng này vẫn còn đang lớn, dòng tiền vẫn đang tham gia nhiều. Bây giờ chỉ 1-2 cây vôn cạn xuống là nó bắt đầu là nó sẽ bật tăng tiếp nha mọi người nhá. Đấy, chủ yếu HTN. Thứ ba Đạt Phương cũng vậy. Đấy, Đạt Phương cũng sẽ test lại, có thể nó sẽ lấp cái gap này nha mọi người nhá. Tuy nhiên khi mà nó test về cái thanh 3 bên dưới này này là chúng ta đã phải để ý rồi. Đây mọi người này, khi mà nó test về cái thanh 3 này này. Đấy, đáy của cái thanh 3 này này là mọi người phải chú ý rồi nhá. Có thể có những cái trường hợp mạnh là nó không lấp gap đâu.
Còn nếu mà nó lấp gáp thì tốt quá, lấp gáp thì mình mua càng an toàn hơn. Khối lượng hôm nay bắt đầu thấp xuống rồi. Và cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu DXG. Thì hôm trước em nói mọi người là hôm nay là cái phiên tăng đấy của nó mở gáp đúng không? Đấy thì hôm nay hàng T3 về nó lấp gáp luôn này. Mọi người thấy chưa? Nên là mọi người mà cứ đua mua bùng nổ ở những cái phiên gần gần đây là mọi người đứt là cái chắc luôn. T cộng 3 về chắc chắn mọi người sẽ dính dừng đỗ. Đấy đấy cờ mọi người thấy không? Mẫu hình thì biết là rất là đẹp. Nhưng mà cái phiên bùng nổ thứ nhất là nổ vượt qua kháng cự nhưng không đủ vôn. Đấy, không đạt vôn này. Và thứ hai là mở gáp chân. Và thứ ba là đóng cửa ở phần nửa của thanh giá. Nên là như này là một tín hiệu là không tốt, cho nên là không có tham gia mua thêm và hạ tỷ trọng. Chờ nó lấp gáp xong, nó tích lũy lại thì bắt đầu mình mới tham gia nha mọi người nhá. Rồi cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu Nhà Từ Liêm. Cổ phiếu này thì chính ra là sau cái phiên nổ xong nó bắt đầu tích lũy lại nha mọi người nha, chứ nó không có hề kéo dướn. Cho nên là chúng ta lưu ý cái cổ phiếu này nó sẽ kéo một cái nền trên này và bắt đầu nó sẽ bùng nổ lên trên này đấy mọi người ạ. Nhớ nha. Nhớ trong những cái phiên mà thị trường điều chỉnh ấy, mình để ý xem cổ phiếu nó có điều chỉnh theo thị trường không. Và về cuối phiên nó có tạo được những cái thanh ba test cung nha mọi người nhá. Nó tạo thành những cái thanh ba test cung là mọi người phải tham gia ngay. Thanh ba test cung là những cái thanh ba như này này mọi người này. Đấy. Đầu phiên bị bán xuống khối lượng thấp, sau đó cuối phiên nó kéo hồi phục giá đóng cửa gần cao nhất nha mọi người nhá. Với cái khối lượng nhỏ thì mọi người phải chú ý là những cái phiên sau nó rất là dễ nổ lên. Rồi nhóm bất động sản thì em chỉ phân tích mấy cái cổ phiếu mạnh thôi. Còn bắt đầu đến cái ý thứ ba là các trụ thì vẫn đang làm nhiệm vụ giữ chỉ số nha mọi người nha. Thì lúc nãy em đã vừa cho mọi người xem ở trên bảng điện rồi. Bất động sản thì hôm nay điều chỉnh. Tuy nhiên trụ thì nó vẫn đang điều tiết chỉ số. Hôm nay có trụ MWG này, Vietcombank này. Rồi chỉ có hai con này thôi là hôm nay là giữ nhịp thị trường. Đấy còn những cái cổ khác là bắt đầu là cũng có cái hiện tượng điều chỉnh nhưng mà cũng nhẹ nhẹ thôi. Thị trường bây giờ vốn hóa lớn nhất là Vietcombank, cho nên là Vietcombank mà chỉ cần tăng điểm một chút là thị trường khó có cái khả năng chỉnh sâu được nha mọi người nhá. Đấy, vẫn là phục vụ cho đáo hạn phái sinh thôi. Rồi bây giờ đến cái nhịp điều chỉnh giả tạo sau đó mới điều chỉnh thật là cái ý thứ tư. Thì lúc nãy em đã nói với mọi người rồi, tuy nhiên em nói lại một lần nữa cho mọi người hiểu rõ nhá. Tại sao nó lại điều chỉnh giả tạo? Bởi vì sao? Bởi vì xu hướng của thị trường là đi lên, đi ngang, giả vờ điều chỉnh, hồi phục, điều chỉnh thật nha mọi người nhá. Đấy. Tuy nhiên nó không phải là lúc nào nó cũng điều chỉnh theo cái mô típ là nó phá vỡ đáy này. Nếu thị trường nó khỏe, nó có thể điều chỉnh về cái đáy này, sau đó nó bật tăng. Đấy. Nếu mà cái lượng cung ở trên cái vùng này nó quá nhiều này, cái lượng nhỏ lẻ tham gia nhiều này, có thể nó sẽ rũ cho gãy hẳn về cái vùng 1150 này, tạo thành cái sóng điều chỉnh A, B, C nha mọi người nha. Đấy. Sau đó nó mới bật tăng. Và còn một khả năng nữa, đó là khi mà cái lượng cung trên này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta đã biết, người ta đã quách tỉnh, người ta đã thoát hết rồi, thì còn toàn mấy ông tay to cá mập, các ông ấy ôm lại hàng lại của nhỏ lẻ, thì nó sẽ cho điều chỉnh có một xíu vào đây thôi. Nó bắt đầu nó có thể ngang đây này, tích lũy và nó đi lên luôn đấy mọi người nhé. Thị trường nó hoạt động theo cung cầu. Chính vì thế nhỏ lẻ càng cầm nhiều hàng thì thị trường càng dễ điều chỉnh sâu, và nhỏ hẻ lẻ càng cầm ít hàng thì thị trường càng dễ điều chỉnh nhanh nhá mọi người nhá. Đấy. Cho nên là không có một cái lý thuyết nào mà đúng 100% được. Kể cả đội lái, các đội tạo lập thị trường nó cũng tuân theo quy luật cung cầu của thị trường nha mọi người nhá. Hàng của nó còn nhiều chưa ra được thì nó buộc phải kéo lên. Nhưng nếu cái lượng hàng của nó mà nó còn ít mà trong tay nhỏ lẻ nhiều rồi thì nó phải rũ xuống để cho nhỏ lẻ bán, nhỏ lẻ cắt lỗ, thì cái hàng đó nó lại về tay nó thì nó mới đánh lên. Mọi người hiểu ý em nói không? Đấy, cho nên là hôm nay là đã có phiên phân phối thứ hai rồi nha mọi người nhá. Mọi người phải chú ý rồi đấy. Đến phiên thứ ba, phiên thứ tư là mọi người phải chuột văn rút ngay. Thấp nhất là phải đưa tỷ lệ tài khoản về 5-5, tức là 50% tiền và 50% cổ nha mọi người nhá. Rồi. Bất động sản khu công nghiệp nổ lên, tuy nhiên là bị bán ngược thì vừa xong em đã phân tích rồi.
thì mọi người chú ý là bất động sản khu công nghiệp sắp tới có thể là SZC với cả PHR sẽ là hai cổ phiếu leader của dòng bất động sản khu công nghiệp nha mọi người nha. Bởi vì trong hôm ngày hôm nay mọi người nhìn thấy cái vận động của nó nhá. Đấy, thì em phân tích lại nè. Thứ nhất là SZC nổ trần, tiết cung, mở gáp, nếu test lại, xây nền, test lại một vài phiên trên cao này này mọi người này, chứ nó không test thấp như này đâu. Đấy, thì mọi người có thể tham gia được, khối lượng cạn kiệt nha. Thứ hai, PHR. Đấy, tiếp tục xây cái nền. Nền này với nền này chồng lên nhau tính là một nền, và đang là nền giá số 2. Và ngoài ra có NTC. Đấy, mọi người theo dõi và tham khảo nha mọi người nha, chứ chưa nên mua bán sớm. Rồi còn về thị trường thì vẫn như cái nhịp em vừa mới nói, cân bằng trên, giả vờ điều chỉnh, sau đó mới điều chỉnh thật. Biên trên vẫn là cái vùng 1200 đến 1280, và biên dưới hỗ trợ là 1150 nha mọi người nha. Rồi kết thúc video ở đây. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của em. Và nếu cần tư vấn đầu tư và hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán bên VPBS hoặc VPS thì mọi người liên hệ với số điện thoại của em 0936 812 449. Rồi chúc mọi người đầu tư an nhàn, thành công. Cảm ơn mọi người.